Hello, xin mến chào tất cả anh em. Mời anh em cùng đeo tai nghe và thưởng thức chất âm của những cặp La Ray LA10 Bass 25, hàng nhập khẩu chính hãng, thương hiệu của Lợi Ích Acoustic anh em nhé. Ta đã tìm cách quên người, phải cố quên người. Chất âm rất là sáng, sạch sẽ, chi tiết để cho anh em có thể sử dụng với các dàn La Ray đi sự kiện, cho thuê, đám cưới anh em nhé. Mắt môi thiên thần chẳng là tất cả nguyên do của niềm đau. Tiếng rất sạch sẽ đúng không ạ? Rất sạch sẽ và rất chi tiết ở đây rồi. Sử dụng đó là La Ray Bass 25 thôi anh em nhé. Nhưng mà với hai chiếc neo đôi, độ phóng, độ phủ của nó thì cực kỳ đỉnh luôn. Nó khác hẳn so với những hàng gióng, hàng giáp. Chất lượng của nó được lên cao rất nhiều luôn anh em nhé. Ta đang tìm cách quên người, phải cố quên người. Dù có tiếng với những khung La Ray đều là hàng nhập rất chắc chắn và xịn sò luôn. Những lớp sơn sần cát, dòng đặc điểm của thương hiệu Lợi Ích Acoustic, chống xước, chống bụi, chống nước cực kỳ tốt. Thùng vách rất là chắc chắn và rất là cứng cáp anh em nhé. Chất âm rất chi tiết, độ phóng, độ phủ cực kỳ tốt. Anh em đang nghe với La Ray 25, em sẽ cho ra xa để cho anh em có thể nghe thấy với cái độ phóng của nó, độ phủ của nó. Đi xa, tiếng nó rất là rõ ràng và chi tiết anh em nhá. Nó không hề bị mờ và tiếng nó không bị nhòe tiếng. Anh em có thể thấy đúng không ạ? Tiếng vẫn rất là ok cho anh em nghe. Và anh em có thể nghe thấy rồi đúng không ạ? Chất âm của nó thì cực kỳ đỉnh, cực kỳ đẳng cấp. Bởi vì sao? Những hàng nhập, em phải nhấn mạnh tới tất cả anh em, những hàng nhập nó khác hẳn so với những hàng kém chất lượng hay hàng gióng, hàng giáp tại Việt Nam. Chất âm của những dòng này nó quá là đẳng cấp luôn. Độ phóng, độ phủ, rồi những cái tần số của nó rất là chuẩn anh em nhé. Ở đây thì anh em có thể thấy nó là LA10. LA10 anh em nhé. Trở kháng 8 ohm, công suất 350-700W, sensitivity từ 100 lên tới 132 dB, và giải tần từ 85 tới 20kHz. Tất cả thì lưu ý anh em là đều là made in China thôi, hàng nhập khẩu trực tiếp bên China chứ không phải là hàng gióng, hàng giáp, nên anh em yên tâm về cái chất lượng, về cái chất âm, về cái độ phủ của nó. Anh em nhìn những cặp La Ray chính hãng hàng nhập khẩu nó khác biệt hoàn toàn đúng không ạ? Nhìn nó rất là khôn, những chiếc loa nhìn nó rất là khôn. Và cái chất âm, em phải nhấn mạnh lại là cái chất âm của nó thì không thể nào có thể chê được. Với những cặp La Ray này, anh em có thể phối ghép với những xúc kép, với những mid lao của nó, có thể sử dụng với diện tích rất là lớn khác nhau. Với diện tích tầm khoảng 300 khách, anh em chỉ cần tới hai cặp La Ray 25. Và anh em muốn đánh 500 khách, anh em có thể lên đến tầm khoảng 3 tay một vế sẽ là 3 đôi anh em nhá, tổng sẽ là 3 đôi. Và từ 700 đến 1.000 khách, anh em có thể chơi với lại 8 tay La Ray thì nó có độ phủ cực kỳ là khủng luôn anh em nhá. Xin nhấn mạnh lại, nếu anh em đánh 700 đến 1.000 khách, anh em có thể sử dụng mỗi vế sẽ là 4 tay La Ray, tổng sẽ là 8 tay La Ray để cho anh em có thể sử dụng với 700-1.000 khách. Cái vận chuyển, cái thiết kế, cái lắp ghép của nó khi anh em di chuyển nó rất là dễ. Một người cũng có thể vận chuyển, có thể lắp ghép được La Ray 25 này. Thùng vách rất là cứng cáp, rất là chắc chắn, gọn gàng. Và những cái khớp nối của nó rất là chuẩn chỉ anh em nhá. Những khớp nối của nó rất là chuẩn chỉ. Đấy, nó không như những hàng gióng mà cái chất lượng nó sẽ kém. Nhưng đây là những hàng chính hãng, những hàng nhập khẩu anh em nhá. Một người cũng có thể dễ dàng vận chuyển, có thể lắp đặt được với 4 tay đến 6 tay La Ray trên một vế. Dễ dàng, em xin nhấn mạnh lại là dễ dàng và nhỏ gọn nhẹ để cho anh em có thể sử dụng. Quá ok đúng không ạ? Anh giờ đang ở nơi nào? Bao lần hẹn hò dưới mưa, từng chiều mình lang thang, mà giờ đây anh đang trong nào?
đều là những sản phẩm hàng mới anh em nhá, chính hãng thương hiệu của Lới Cao Boutique. Mọi thông tin nhu cầu mua hàng, anh em có thể liên hệ với bên em qua số điện bên góc dưới màn hình. Xem video hãy nhớ like, nhấn chuông đăng ký kênh em nhé. Ngoài Lairay 25 thì bên em còn có Lairay Bass 30, có súp ghép, có mid low đi kèm với những dòng loa súp cho anh em thể sử dụng và lựa chọn. Ok, chào tất cả anh em và hẹn anh em ở các video clip lần sau anh em nhé.